Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà nghỉ. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5, một đôi nam nữ vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, đến chiều tối thì người đàn ông bất ngờ tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đến gần khu vực nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin. Theo một số người dân chia sẻ trên mạng xã hội, người tử vong là thầy giáo VTH, giáo viên trường tiểu học Quỳnh Thanh 1, huyện Quỳnh Lưu. Người đi cùng thầy H là một cô giáo cùng trường. Trả lời truyền thông, ông Trần Xuân Nhương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Thanh 1 xác nhận thầy giáo VTH đã tử vong. Ông Trần Xuân Nhương cho biết hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang xác minh, do đó hiện tại phòng giáo dục và đào tạo huyện và lãnh đạo trường tiểu học Quỳnh Thanh 1 đang chờ kết quả. Lúc nào công an gửi kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin sau. Được biết, sáng ngày 30 tháng 5, trường tiểu học nơi hai người đang công tác tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Phía nhà trường đã có báo cáo ban đầu sự việc lên chính quyền xã. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Chiều 30 tháng 5, tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, người thân, hàng xóm của gia đình cháu bé TGH sinh năm 2019 là cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung, tập trung chuẩn bị các thủ tục lo tang lễ cho cháu. Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 5, mẹ của bé H đã từ Đài Loan về tới nhà tang lễ để gặp con trai lần cuối. Nhìn thấy con, người phụ nữ trẻ quỵ xuống, ngất lịm, không nói nên lời. Người nhà vội đưa chị sang trạm y tế gần đó sơ cứu chăm sóc. Tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình, tới tối 30 tháng 5, vẫn rất đông người thân, bạn bè, phụ huynh trường mầm non Hồng Nhung có mặt chia buồn cùng gia đình. Ai cũng xót thương cháu và thương cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong tình trạng này. Được biết, suốt 3 năm qua, khi hai vợ chồng chia tay, mẹ bé H sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Bé H ở nhà với bà ngoại DTH. Hai bà cháu thuê căn hộ nhỏ trên tầng 2, khu nhà tái định cư tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để bà DTH bán nước gần đó. Trong mắt những người thân quen, bé H là một cậu bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thông minh, vâng lời người lớn. Do hoàn cảnh, điều kiện công việc nên mẹ của H thường xuyên phải bay đi nước ngoài công tác vài tháng một lần, thì thoảng lại bay về và chơi với con. Do nhà thuê cách trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 khoảng 5 km, nên bà DTH đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón. Chiều gia đình bố trí đón cháu, chi phí tiền học, tiền ăn và tiền xe của bé H hết 3,3 triệu đồng trên một tháng, cũng là mức khá so với các trường mầm non khu vực. Tuy nhiên, thường cháu vốn thiệt thòi xa bố mẹ từ sớm, nên bà DTH luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho cháu. Sáng ngày 29 tháng 5, như thường lệ, bà DTH gọi cháu dậy, cho cháu ăn và hai bà cháu đi bộ ra điểm đón xe của trường cách nhà 100m. Bà DTH vẫn nhớ, lúc xe đón là 6 giờ 20, bé H vui vẻ bước lên xe, cho bà để đến trường dự lễ tổng kết năm học. Bà DTH kể, lúc lên xe, cháu ngồi ghế ngay sau tài xế, cháu luôn ngồi vị trí đó. Trên xe, lúc đó có cô giáo. Nhớ lại khoảnh khắc thời gian chạy tìm cháu khắp trường trong hoang mang, lo lắng, anh Trần Đức Anh, cậu bé H chia sẻ. Hôm 29 tháng 5 khoảng 19 giờ, thấy mẹ sẵn đón cháu nên tôi đã có mặt ở trường đón cháu H, nhưng mãi không thấy cháu đâu. Anh Đức Anh kể, tôi ngồi đợi hết buổi tổng kết cũng không thấy cháu, nên tôi lo lắng đi tìm từ tầng trên rồi tới các lớp. Tôi có hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn tìm cô dạy lớp cháu. Khi thấy cô giáo, tôi hỏi thông tin của cháu Hát thì cô giáo nói hôm nay Hát không đi học. Thế vậy anh Đức Anh vội gọi điện về cho mẹ hỏi xem cháu có đi học không, hay mẹ để cháu ngủ quên ở nhà, và bà DTH khẳng định chắc chắn cháu đã đi học và trao tay giáo viên rồi. Sau đó bà DTH gọi điện thoại nói chuyện với một cô giáo việc có đưa cháu lên xe sáng nay. Trao đổi một lúc, cô giáo cùng một người khác chạy đi tìm cháu Hát. Anh Đức Anh chia sẻ, đang hoang mang tìm kiếm, bỗng nghe ngoài cổng ai đó nhắc tên cháu mình. Tôi vội chạy tới thì thấy có người đàn ông đang bế cháu ngoài cổng, người cháu đã tím tái. Cố gắng hô hấp nhưng không thấy cháu thở, tôi vội đưa cháu tới bệnh viện thì bác sĩ khám và nói cháu đã không qua khỏi. Anh Nguyễn Ngọc Thái, một phụ huynh có con học tại trường mầm non Hồng Nhung và cũng là người tham gia phá cửa xe đưa bé Hát ra ngoài, là người đàn ông bế cháu mà Đức Anh vừa chia sẻ. Anh Thái cho biết bé được tìm thấy ở khu vực cabin gần ghế lái, ra khỏi xe, bé đã bất tỉnh. Tối 30 tháng 5, một lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhân LTS 47 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong, đang lưu tại nhà xác của bệnh viện, đợi người nhà làm thủ tục tiếp nhận. Ông S được chuyển từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết trước đó, ông S tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều ngày 29 tháng 5, ông Thích Minh Tuệ và những người đi theo đến địa phận ngã tư Sòng, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Do số lượng người đi theo rất đông, ước tính trên 1.000 người, nên để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, cũng như đảm bảo về sức khỏe cho ông Thích Minh Tuệ, lực lượng chức năng địa phương đã hạn chế một số lượng lớn người tiếp tục tham gia, đồng thời hướng dẫn ông này sẽ về tuyến đường Xuyên Á, sau đó sẽ lên phía cầu Bắc qua sông Hiếu và đến nghỉ ngơi tại một khu nghĩa địa sạch sẽ và xìm mát trên địa bàn phường Đồng Lễ, thành phố Đông Hà. Đến sáng sớm 30 tháng 5, ông Tuệ và những người đi theo dùng bữa sáng rồi tiếp tục đi vào phía Nam. Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương, khi ông Tuệ và đoàn người đi đến địa phận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong thì phát hiện ông S có dấu hiệu ngất xỉu. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng đưa người này đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe nguy kịch, bệnh nhân này sau đó được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại đây, người nhà của bệnh nhân xin được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Song với tiên lượng sức khỏe bệnh nhân, thời gian di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh dài nên các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã khuyên người thân nên đưa vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Để hỗ trợ bệnh nhân, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xe chuyên dụng vận chuyển cùng đội ngũ bác sĩ, y tá đi cùng và các trang thiết bị y tế, thuốc men điều trị. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân S đã được hỗ trợ rời bệnh viện đa khoa Quảng Trị di chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Lúc này, bệnh nhân S trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa, mạch bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Khi được chuyển tuyến vào bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành làm các xét nghiệm, hội chẩn liên khoa để đưa ra phác đồ điều trị, nhưng do bệnh tình diễn biến nặng nên sau đó bệnh nhân S đã tử vong. Hiện thi hài bệnh nhân S đang lưu tại bệnh viện Trung ương Huế để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Theo tìm hiểu, ông S có vợ và con cùng sinh sống tại Mỹ. Liên quan đến vụ cháy tại ngôi nhà trọ 3 tầng ở Hà Đông, Hà Nội, vào sáng sớm ngày 30 tháng 5, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được 3 người mắc kẹt, 2 người khác được một nam thanh niên giải cứu. Người dân sống gần hiện trường cho biết, mặc dù không phải là người địa bàn, nhưng khi thấy có tiếng kêu cứu của một số người dân mắc kẹt, trong khi khói đen đang bốc ra từ căn nhà cháy, nam thanh niên mặc áo trắng đã nhanh chóng trèo lên mái tôn ngôi nhà bên cạnh, leo theo xào sắt lên tầng 3 ngôi nhà cứu các nạn nhân. Ông Nguyễn Anh Nhân, sinh năm 1939, hàng xóm nhớ lại, lúc xảy ra sự việc, ông đang ở trong nhà và nghe thấy tiếng hô hoán có cháy vọng ra từ ngôi nhà trên. Ông Nhân kể lại, khi chạy ra xem thì lửa cháy ở tầng 1, khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng trên. Ông cho biết có hai cô gái mắc kẹt ở ban công tầng 3 ngôi nhà. Lúc này, ông Nhân hô hoán cho mọi người biết và báo cho lực lượng chức năng. Theo ông Nhân, may mắn khi đó có một nam thanh niên mặc áo trắng nghe thấy tiếng cháy, đã để xe ở đầu ngõ, đồng thời nhanh chóng trèo lên tầng 3, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Một người phụ nữ khác chứng kiến kể lại, nam thanh niên này leo lên mái tôn của nhà bên cạnh, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu hai bạn nữ ra ngoài. Trong đó một lần, nam thanh niên cõng một cô gái mặc áo đen xuống đất. Người này cho biết sau khi cứu các nạn nhân, nam thanh niên đã bị bỏng hai tay, đồng thời rời đi ngay sau đó. Trước đó vào khoảng 5 giờ 33 phút cùng ngày, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo cháy tại số nhà 7, tổ 1, Bà Là, Phú Lương, Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái nhà của hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy được khống chế, không xảy ra cháy lan. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân cứu được 2 người, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được 3 người, 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Theo cơ quan công an, ngôi nhà trên là nhà dân kết hợp cho thuê trọ cao 3 tầng. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 có diện tích khoảng 20 m².